Dạ, nay làm món hộp vịt lộn luộc tàu lá dừa. Tàu lá chuối. Tàu lá chuối. Thử kết quả rồi sao không biết nữa. Lần đầu tiên làm luôn. Giờ đốt lửa lên nha. Một chục trứng vịt lộn nè. Luộc lại hồi là xử đây luôn. Nhân đi làm trái muối đi chăng. Muối ra coi. Cảnh lúa bắp rồi nè. Ở đây là không có đồ nghề gì chưa. Chỉ mình có tàu là chuối không à. Mình nghiêm phong mình đẩy đi. Nghiêm phong nữa rồi. Rồi. Này nấu cái chảy gì nước chảy gì á. Nấu khoảng chắc này độ rất khoảng tiếng gử thôi. Này có mình có cái chiêu mình luộc hồi xong cái mình lấy hai cái cây mình gấp ra trứng nào chín là gấp ra được là lụm đó. Bụp liền đó. Ồ, lửa cháy lên. Cháy lên nó đóng khói luôn. Này. Sao nó không cháy dưới lớp dưới mà không cháy lớp trên không ta? Cháy quá. Chết rồi. Ấy nổ gì? Nổ vịt hả? Bẻ, bẻ nó. Cái này không có đẩy nắp. Không nổ vịt đâu. Không nổ vịt. Không có nổ vịt rồi mà đẩy. Quá rồi. Nổ cây đó quéo lá sao. Chết cây măng cầu. Ủa cây đó cây măng cầu hả? Ừ. Ấy. Ủa sao chết nó nổ vậy ta? Nó nổ gì ta? Cây cây á. Này còn chuối mà. Thấy không? Chuối nếu mà ấy cái hồng ấy cái này, mình chìm vô miếng nữa. Không chắc người ta cháy không tới nổi cái miếng trong đâu. Làm muối tiêu đi ăn rồi muối tiêu chanh nha. Chết rồi cây này xong cái bắn cầu rồi. Ui nóng lú lú rồi. Thấy chín rồi ta, nó cháy được vô tới trong rồi đó. Giờ quất gan tàu nữa, nhét lên nữa. Không. Cái này chứ không có nổi. Cái tàu vẫn còn thứ. Muối đó mà muối ăn sao được, lấy muối nêm mì. Tôi kêu làm chén muối tiêu. Hiểu từ chén muối tiêu không? À, biết rồi. Mẹ. Mùi dẹm nữa. Ủa mà sao thấy nó sụi xuống rồi đó, đứa coi. Chưa đâu, còn cứng mà. Thì tháo ra một tàu nữa. Cứng lắm. Sao chưa sôi nó ra nước nhiều. Trời ơi, chưa ngâm đất không cậu. Không vung vung á. Cái nồi tối rồi không lấy xuống luôn ta. Nồi gì? Nồi vung vung rồi nè. Không. Tối bị có luộc không? Cái nào? Cái nồi vung vung này nè. Vung
cũng một. Tối một đống rồi, vừa sang đưa một đống. Rồi xong. Bây giờ luộc nãy giờ mấy tiếng đồng hồ luôn rồi. Biết chín chưa nữa. Quốc đại đi. Luộc bây giờ mấy tiếng đồng hồ rồi. Mấy tiếng đồng hồ. Rồi lấy vô chổng làm muối tiêu muối chanh coi ra nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi không biết chín chưa, làm đại đi. Chung thì mới có lần đầu luộc mà không biết, thử thí nghiệm. Chín đúng không? Chín rồi mấy bạn ơi. Chín rồi. Chín rồi Quốc. Ây da. Thử miếng thử ngọt coi. Nóng như vậy? Nóng lắm. Nóng nãy giờ ít lâu quá. Chấm miếng muối tiêu coi. Nãy giờ mình luộc là khoảng khoảng một tiếng rưỡi rồi. Ngon. Ăn như cái máy vậy. Từ từ. Ngon. Coi mấy ông kia cũng có ăn không, kêu uống ra ăn coi. Thiệt chứ. Ổn. Ăn mà cái này còn ăn được, không sao. Nóng quá. Nóng quá. Nãy đi luộc đâu có tiếng ngoài đó. Ui, nóng quá ta. Nóng quá. Thank you.
Má ngon làm trứng nữa bà. Ưu tiên cho ăn trứng nữa đi. Ăn cái ăn ta ăn phải tốc độ. Ăn trứng rồi má ơi. Có ăn bữa làm gì? Không có tao làm mấy cũng như là quá trời rồi ăn thử cái đặng nữa nướng bắt trước nướng ăn thật. Thằng đứa thằng nó ngốm vào thấy. Ngốm luôn á. Ăn từ từ hưởng thức ăn bốc vịt. Cái dạng như là ngon quá. Như là quá ngon. Đó là giống như mọi trong rừng. Còn mình là người tập kinh. Mình ăn là thưởng thức trong quá. Quay mặt bà ngon. Biết bên trời bên đó. Còn vả mượn trứng. Chè này nữa lớn lên bự lên là mình măng bự luộc mấy em máy cũng đầy đủ nước đó. Mình luộc hột vịt trong ống tre này cũng im lắm nè. Cao. Nè cái đống này bự nè. Nãy chưa cắt ra luộc cái này nè khỏi xuống chi. Rồi xong hết rồi. Có một chục trứng mau quá. Quá ngon. Cao. Tre này nữa là tre này ống này bỏ cái trứng vịt vô không có được. Kè nhỏ quá. Mà nướng thấy nhiều mới không? Nó bự lắm chứ tại mình nó phải mà. Dưới này chắc được. Con giận thay đồ. Rồi xong. Kết thúc bữa ăn hột vịt lộn nướng luộc ở trên cái tàu chuối. Xong rồi.